Nếu mà mình mà có một sự quyết tâm cần thiết và một cái sự chăm chỉ cần thiết thì học tiếng Anh cũng không phải hoàn toàn là khó. Em nghĩ là việc học tiếng Anh thì là bây giờ là rất là cần thiết cho cái phục vụ mục đích là giao tiếp. Thì rất là như thế, có phải là nó cũng rất là có nhiều ứng dụng đó. Bởi vì tiếng Anh hiện tại thì vẫn đang là một cái thứ tiếng mà rất là phổ thông trên toàn cầu. Em nghĩ là họ chưa học một cách ạ, chứ ai cũng có thể học tiếng Anh được. Vì rất là nhiều người ở trên thế giới này đều nói tiếng Anh được ạ, vì không có gì ở Việt Nam mà không nói được. Nhưng tiếng Anh cũng không khó lắm, chỉ là mình đầu tư được cái thời gian để mình học thì sẽ tốt hơn, sẽ học được, không khó. Xin kính chào quý vị, xin chào tất cả các bạn. Xin chào mừng các bạn đã tới với chương trình Người Đương Thời, và câu hỏi đầu tiên chúng ta đang thử giải đáp là học tiếng Anh khó hay dễ. Vào lúc này thì chắc sẽ rất nhiều người bảo rằng là những bạn trẻ chúng ta vừa phỏng vấn thì họ còn quá trẻ, cho nên là tất nhiên với họ thì tiếng Anh học rất là dễ, còn có thể với những người có tuổi thì bảo là khó quá, khó quá. Thế và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người rất nổi tiếng trên truyền hình với những bài giảng tiếng Anh. Ông là tác giả của các chương trình tiếng Anh trên truyền hình, các bạn đã biết ông là ai rồi phải không ạ? Và chúng ta sẽ cùng giải đáp bí mật của việc học tiếng Anh với thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Vũ trưởng trường học ngoại ngữ Hà Nội. Kính mời thầy Nguyễn Quốc Hùng ạ. Tiếng Anh là khó hay dễ? Nói chung thì thầy thường có phải trả lời câu hỏi này không ạ? Tôi thì ít phải trả lời câu hỏi là khó hay là dễ. Thế nhưng mà câu hỏi thường xuyên mà tôi phải trả lời là câu hỏi là làm thế nào để học có hiệu quả. Học có hiệu quả là thế nào ạ? Học có hiệu quả tức là đạt được cái yêu cầu của mình. Vâng. Trong một thời gian ngắn nhất. Vâng. Tức là không mất quá nhiều tiền. Vâng. Không mất quá nhiều thì giờ. Vâng. Tức là tiếng Anh thì lại nói chơi chảy. Vâng. Anh nói gì cũng hiểu, đọc sách anh nghe ngay phải không ạ? Dạ, thế thì lý tưởng quá. Càng ngày thì các bậc phụ huynh hoặc là các bạn trẻ càng mất nhiều tiền hơn vào việc học tiếng Anh. Vâng. Giá học tiếng Anh thì cũng rất là khác nhau, nhưng không phải là chỗ nào cũng là tốt. Tôi thường nói chuyện với các bậc phụ huynh là không nên chọn chỗ nào là tốt, mà cái tốt nhất là nên chọn thầy nào là tốt. Bởi vì trong có thể có một cái chỗ mà nó cũng chưa phải lý tưởng lắm, nhưng mà có một vài thầy mà giỏi, vậy thì cái con mình phụ thuộc rất nhiều vào cái thầy giỏi ấy. Thầy Hùng có thấy là hiện nay đang có dường như một sự bùng nổ thứ hai của tiếng Anh không? Chúng tôi cảm giác như là cái cuộc bùng nổ thứ nhất đã diễn ra sau khi chúng ta đổi mới, khoảng những năm từ năm 86 đến năm 90. Và lúc đó thì có một phong trào là tất cả đi học tiếng Anh, và ai mà có tiếng Anh thì người đấy là có được lợi thế trong xin việc, trong thăng tiến, trong đi công tác nước ngoài, vân 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 vân, và các thứ tiếng khác trở nên lép vế. Hình như bây giờ đang xảy ra một câu chuyện là sau khi chúng ta vào WTO thì đang có một cuộc bùng nổ thứ hai. Trước khi vào WTO chẳng hạn thì trong ngành của bọn tôi cũng thấy bắt đầu có một sự bùng nổ. Cái sự bùng nổ thứ hai này nó không mạnh mẽ như bùng nổ thứ nhất, mà nó âm thầm hơn. Nó âm thầm hơn là hai điểm. Bởi vì là cái số lượng người bùng nổ trong cái số lượng người thì không được nhiều lắm. Ví dụ như là đối với những người mà có nhu cầu đi học nước ngoài, thế mà họ rất là cần đến. Cái thứ hai là bùng nổ trong cái việc xin việc. Bởi vì bây giờ xin việc đâu cũng là vi tính này, rồi tiếng Anh này. Thế do đó mà cái sự bùng nổ thứ hai này nó rộng rãi hơn, nhưng mà nó không ồn nào như là lần đầu tiên. Vâng, và kể cả những người bạn có việc làm rồi thì lúc này xuất hiện những yêu cầu là phải chủ trì được cuộc hội thảo tiếng Anh, phát biểu bằng tiếng Anh này, rồi là phải tiếp được khách nước ngoài tới Việt Nam thường xuyên. Đúng thế. Và chắc là các bạn lúc này phải đang nghĩ rằng những ai học tiếng Anh từ bé thì họ may mắn làm sao, bởi vì là họ đã học từ bé, cho nên là về sau này lớn lên thì họ không phải gặp những cái khó khăn như là những người mà khi bắt đầu đi làm thì mới học tiếng Anh nữa. Chúng ta hãy cùng tiếp tục câu chuyện với thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng để tìm hiểu cách thức làm sao bạn có thể tiếp cận học tiếng Anh một cách hiệu quả nhất. Tại sao hồi bé thì thầy lại chọn tiếng Anh ạ? Là hồi nhỏ thì gia đình tôi ở Hà Nội mà. Thì tôi học ở trường Virginia. Thế rồi lên đến cấp 2 thì tôi cũng học tiếng Anh. Thành ra tự nhiên cũng có một cái thích say mê về tiếng Anh. Và sau này thì thầy có rất nhiều học trò, thầy cũng thấy là có nhiều bạn trẻ rất thích tiếng Anh. Thế thầy có bao giờ nhớ lại và so sánh là cái việc mình còn bé với cả các bạn trẻ bây giờ thì là cái niềm say mê tiếng Anh nó giống nhau như thế nào? Bây giờ cái say mê của trẻ ấy, thì nó xuất phát từ rất nhiều ở cái nền giáo dục của chúng ta quan tâm đến điều đó. Và cái thứ hai tức là cái phong trào xã hội nó rất lớn, làm cho các trẻ tiểu học bây giờ là được học hết cái nọ với cái kia, và có rất nhiều các sách vở rồi băng đĩa rất là hay, làm cho trẻ nó vui thích.
Chứ còn thời của bọn tôi thì âm thầm lắm. Rồi cả cái xã hội đó nó cũng không có tiếng Anh mấy, có tiếng Pháp nó chính. Vâng, và tôi muốn thầy kể là thầy thích tiếng Anh đến mức nào? Tôi thích tiếng Anh như này là đến khi nào mà tôi cứ nghe người nào nói được một câu gì hay hay ấy, là tôi cứ nhầm nhầm, xong rồi về nhà ghi vào trong sổ. Thế rồi thứ hai đó là bọn tôi có một cuộc cảnh sát nhỏ nào đó thì truyền tay nhau, nghĩa là như là săn mừng rác ấy. Và trẻ con bây giờ thì học tiếng Anh thì trong những môi trường được chơi, được học rất là nhiều, có những công cụ khác nhau, có iPod đúng không ạ? Vâng. Là máy nghe. Vâng, là, vâng. Rồi là phim, rồi là những cái bài hát. Vâng. À, tôi hình dung là thỉnh thoảng thì chắc là thầy cũng nhớ lại là sao ngày xưa mình khổ thế, mình học làm gì có được như thế này. Chị thầy mình ngày xưa bọn tôi học hoang dã lắm. Hoang dã như thế nào? Bởi vì này, bọn tôi học tiếng Anh nó chẳng có cái gì cả. Ví dụ như cái giáo trình là cái quan trọng nhất của bọn tôi thì cũng không có sách. Là do ông thầy tôi cũng may ông ấy là Việt Kiều. Thì ông thầy về thầy mới viết, xong rồi in Romeo, tức là in cái máy như kiểu đánh máy chữ, xong rồi copy ra. Đấy là chỉ có mỗi thế thôi. Thỉnh thoảng có vài quyển sách ở Liên Xô mà gửi qua đường ở chỗ Tràng Tiền đúng không ạ, cửa hàng sách ngoại ngữ. Thì khó lắm mới mua được. Nhà nào cái hồi đó mà có được cái máy radio, tức là máy cái đài đúng không ạ, thì đã làm cả một tài sản rồi. Vâng. Thế rồi mấy cái âm thì không những hiếm mà lại còn không được phép dùng nữa. À. Ai mà muốn dùng phải có mục đích cụ thể và phải đăng ký với công an được phép mới được dùng. Thầy làm thế nào để học được tiếng Anh cho nó nhanh, cho nó tốt? Trước hết là bọn tôi phụ thuộc vào thầy cũng rất nhiều. Thầy tôi là thầy Đặng Trấn Liêu, và thầy hết sức là nghiêm khắc, tức là trên lớp chúng tôi thì thầy bắt nói tiếng Anh hết. Thế cái đó là một cái mà làm cho bọn tôi cũng thích và luyện được nhiều lắm. Thế, đặc biệt là luyện cái tư duy bằng tiếng Anh ngay từ lúc đầu. Cái thứ hai là phong trào hồi đó bọn tôi thì rất là sôi nổi. Tức là vận động nhau rồi có những cái quy định để mà học với nhau. Bọn tôi có mẹo như này, đối nhau từ. Ví dụ như là chiều thứ bảy chúng tôi từ chơi đi ra nghỉ đấy. Thì trên đường đi thì tôi vài bạn thì đối nhau. Nhưng mà thông báo với nhau từ đầu tuần là tuần này chúng ta sẽ thi về từ về hoa, tuần sau lại về các cái đồ vật trong nhà vân vân. Thế thì từ trường tôi ra đến Cầu Giấy 2,5 cây. Thế đến khi bắt đầu đến Cầu Giấy, tôi lên tàu điện xem anh nào bị thua nhiều lần thì anh ấy bị thết người kia bữa cà phê hay là nước chè hay cái gì đó. Thì bọn tôi có cái kiểu ấy, nhớ từ lắm ạ. Thế thì người đấy có ai được hỏi là what is this, thì nói rằng là this is tàu điện. Bây giờ rất là nhiều chứ. Có lần mà thầy tôi gọi chúng tôi lên một cái tranh có một miếng bơ. Thế thì chỉ cái gì đây, what's this? Thế mà this is bơ ạ. Tướng lên là có một bức tranh có một người đàn ông. Thế thì bọn tôi mới thầy mới gọi người thứ nhất lên hỏi là đặt câu hỏi. Thế thì hỏi là who is this, ai đấy. Thế xong thầy trả lời, người thứ hai lại đứng hỏi có lại who is this. Thế xong người thứ ba đứng lên cũng quyết không biết hỏi gì, who is this. Thì thầy tôi bảo your uncle, tức là cậu mày đấy. Thầy với người dùng là chúng tôi những ngày đầu mà đến nước Nga, và từ đó thì cũng bắt đầu tiếp xúc với nền văn hóa Nga, thì cũng có những chuyện rất là hài hước về cái chuyện là tiếng Nga. Ví dụ như là có những cái câu thành ngữ tục ngữ từ tiếng Nga về tiếng Việt thì nghe rất bình thường, hoặc là có những cách nói mà mình cứ nói theo kiểu người Việt làm cho người Nga rất bình thường. Thế còn với thầy thì những cái trải nghiệm như vậy, khi mà các cái kiến thức văn hóa của mình cọ sát với kiến thức văn hóa của nước khác, thì có xảy ra những cái chuyện thú vị như vậy không ạ? Thời của bọn tôi thì có nhiều thứ lắm. Ví dụ như là chúng ta gặp nhau ngoài đường, chúng ta hay hỏi là cậu đi đâu đấy. Thế thì ngay tôi ở trong cái nhà của cái bà chủ, bà ấy về, bà ấy khó chịu lắm, bà bảo hôm nay tôi gặp một cái anh chàng người Việt đi, nó hỏi tôi là đi đâu đấy. Thế thì bà ấy bảo tôi đi đâu thì việc gì đến anh. Thế nhưng mà tôi phải giải thích cho bà ấy, giải thích cho bà ấy, bảo bà người Việt chúng tôi hỏi đi đâu đấy tức là cũng như người anh hỏi how are you thôi. Khi hỏi how are you thì bà cũng không trả lời là tôi khỏe, tôi ốm hôm qua tôi bị ho, không phải là câu hỏi về thông tin. Nhưng mà có một tai nạn là cũng có những cái lần, ví dụ như là anh tôi vào phòng của giáo sư, ông bảo là tôi vừa mới gặp anh người Việt, nó đưa vào đây cho tôi một cái bài để tôi chữa, mà bố chữa cái con bài này cái. Thế thì ông bảo này tốt là tôi tốt là bố anh ta đâu. Người Anh không có quen với cái đó, nhưng mà người Việt thì chúng ta các bạn trẻ vẫn hay gọi. Tất cả những cái điểm khác biệt đó về tập tục, về văn hóa thì mất bao nhiêu lâu để có thể là hòa nhập được, khắc phục được? Khi tôi sang nước Anh thì tôi đã làm việc ở trong nước nhiều năm, tôi đã dạy nhiều năm và tôi dạy về văn hóa Anh cũng nhiều.
cho nên là tôi cũng biết biết nhiều. Thế còn những cái mắc mớ cái kiểu như thế thì cũng rất ít. Thế khi vậy thì thầy có một cái bài riêng là bài những gì nên nói và không nên nói với người ăn không? Là tôi có những quyển sách gọi là do's and don'ts, tức là do's là những điều nên làm và don'ts là những điều không nên làm. Ví dụ như là khi mà ngồi nói chuyện với phụ nữ mà ở giữa có một cái bàn thì người đàn ông không nên duỗi chân thẳng ra, bởi vì duỗi thẳng thế nào cũng lúc đạp vào chân người phụ nữ thì người ta không biết là mình định gửi thông tin gì. Vừa chúng tôi định thử thách một chút. Dạ. Cái kiểu này là hơi kiểu Việt Nam vậy ạ. Dạ. Nếu người Anh thì người ta có thử thách ra thế này không? Vâng. Chị cứ thử đi xem nha. Chúng tôi định xem là thầy có phân biệt được giọng đọc tiếng Anh, giọng phát âm của các học sinh thì đã từng dạy hay không? Thì chắc là ai đó thì đều có được cái giọng phát âm sai. Bây giờ thầy nghe thử. Teacher Hong, do you remember me? I am a doctor since 1989. After 3 months in learning English from you. Tôi nghĩ là giọng này hình như là giọng Indo. Giọng này rất là Việt Nam. Tại sao ạ? Cái này nằm trong công trình nghiên cứu của tôi. Cái công trình mà tôi nghiên cứu ở Singapore, tức là mô hình dạy phát âm tiếng Anh cho người Việt. Thì cái giọng nói này nó bộc lộ đầy đủ những cái giọng Việt Nam. Ví dụ như là giọng ngang ngang, I am learning English for 5 years. Thế là giọng ngang ngang như người Việt thế nào. Tiếng Việt mình thì không có trọng âm. Mình có người giấu đấy chứ. Giấu nhưng không có trọng âm. Ví dụ như là tiếng Việt của mình nói là tôi đi học bằng xe buýt. Thế thì mình nói ngang ngang, tôi đi học bằng xe buýt. Và cái lên xuống nó phụ thuộc vào từ, nhưng mà cái trọng âm của anh nó phụ thuộc vào cả cái câu đó. Cho nên người nước ngoài nó nói thì nó sẽ nói là tôi đi học bằng xe buýt. Tức là nó có trọng âm như thế. Vâng. Tiếng Anh của các nước khác như là ví dụ Ấn Độ hay Singapore, Malaysia hay gì khác ạ? Khác thì ạ, thì Ấn Độ nó rất khác. Đặc biệt là nó khác về cái ngữ điệu. Ví dụ như many people go to school every day, tức là nhiều người hàng ngày đi học. Thì Ấn Độ nó lên đường giống many people go to school every day. Thì nó lên đường giống như vậy. Thì tiếng Anh Úc ý, thì thường thường nó chỉ có một vài âm khó nghe thôi. Ví dụ âm tất cả âm ao thay thành L. Ví dụ như we are talking about our house. Thì chúng ta đang nói chuyện về nhà của chúng ta. Thì người Úc nói we are talking about our house. Nhưng mà thực ra cũng không phải ở Úc đâu. Ở miền Đan Sao về miền Nam của Anh các bạn. Thì người cũng nói thế. Ngữ điệu của Anh thì nó từ cao xuống thấp. Vâng, và chúng ta phải chuyển hơn. Quả thật là để nói được tiếng Anh chuẩn thì rất là khó. Là trở lại với những người học trò của thầy. Và đây sẽ là một cơ hội rất là tuyệt vời để anh để một lần nữa được thầy sửa lại cho giọng của mình. Đã xin mời vị khách của chúng ta là ông Nguyễn Huy An, trưởng phòng công nghệ thông tin Bộ Y tế, để đến chương trình với ông thầy ạ. Cái này là anh để thầy nghe anh có run không ạ? Cũng hơi run. Thế và anh có biết là cần phải nhấn trọng âm kỹ hơn không? Ngay từ hôm đầu tiên tôi đến học thầy thì thầy đã nói rằng là nói tiếng Anh và nghe tiếng Anh là phải chú ý cái trọng âm. Thế nhưng mà lâu quá rồi thành như là nhiều con cái nó thành tật rồi, giờ cũng chưa dừng lại. Và lúc này thì chúng ta có thể nghe học trò của thầy Hùng, tức là ông An, sẽ kể cái câu chuyện rất ly kỳ mà ông đã học tiếng Anh như thế nào. Tôi là bác sĩ, tôi ra trường từ năm 70 đến năm 86, lúc đó mới quay trở về Bộ Y tế. Thế thì tiếng Anh lúc đó là con số 0. Thế thì khi mà về Bộ Y tế thì thấy nhu cầu học tiếng Anh là rất là cấp bách. Bởi vì ông Nam lúc đó thì mới không học tiếng Anh thì sao? Lúc đó thì thực ra cái động cơ trước mắt là học tiếng Anh để mình có thời cơ để có thể được đi nước ngoài. Một hôm Bộ trưởng Phạm Song, Bộ trưởng Bộ Y tế có gặp tôi nói là An ơi, bây giờ ở bộ mình thì đi phiên dịch thì toàn là cán bộ của Phổ hợp tác quốc tế, tức là Đại học Ngoại ngữ đó. Thế thì đi phiên dịch thì các chị học Đại học Ngoại ngữ thì dịch rất là giỏi, nhưng mà có những vấn đề về chuyên môn thì lại không dịch được. Thế thì Bộ trưởng bảo bây giờ em thử cố gắng em học để em đi phiên dịch để tạo một cái tiền lệ là bây giờ có người, có bác sĩ mà có thể đi phiên dịch cho các đoàn được. Đúng cái dịp đấy thì có một cái tiêu chuẩn là đi phiên dịch cho một đoàn tham quan khảo sát về chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Ấn Độ. Thế và Bộ trưởng có giới thiệu tôi tham gia cái đoàn này. Nhưng mà muốn thế thì phải học để lần nào có thể phiên dịch đều đã thì mới tham gia được. Từ lúc mà nhận được tin cho đến lúc sẽ thi là còn 4 tháng.
4 tháng để nâng cấp từ giữa C lên C phiên dịch. Trước tình hình Tây Gòn như vậy thì một thầy đại học ngoại ngữ ở lớp tôi thì thầy Hoàng nói rằng là bây giờ anh muốn mà trở thành phiên dịch trong thời gian ngắn như vậy thì tôi giới thiệu anh đến với thầy Hùng. Và nếu thầy Hùng mà nhận dạy thì nên người, còn nếu mà thầy không nhận dạy thì thôi nên rút lui. Chúng ta đã học tiếng Anh 4 tháng đó thì anh có cái bí quyết gì hoặc là cách học gì anh đã bước ra thế là rất thú vị và anh chia sẻ với khán giả truyền hình được? Tự mình thì chắc không có một cái cách nào, mà tôi nghĩ là trong một thời gian với trái giai đoạn gọi là đi tắt đón đầu kiểu như thế mà có thể học được. Nhưng tôi cho là bí quyết là do thầy truyền thụ cho. Cái thầy có dạy tôi mấy bí quyết thế này. Và thứ nhất là thầy rất nhiều lần thầy mắng, thầy bảo anh bỏ cái kiểu nghĩ bằng tiếng Việt rồi truyền tải sang tiếng Anh. Tức là phải nghĩ bằng tiếng Anh, bất kỳ tình huống gì cũng phải nghĩ bằng tiếng Anh, chứ không được nghĩ bằng tiếng Việt rồi lại dịch cái ý nghĩ của mình cho tiếng Anh thì nó chậm mất. Nhưng chúng ta không thể điều khiển được ý nghĩ đâu. Dạ không ạ, tập mãi được ạ. Tức là sau đấy một thời gian thì tôi đã tập được, tức là tôi hoàn toàn suy nghĩ bằng tiếng Anh. Bí quyết thứ hai ạ? Dạ, cái bí quyết thứ hai tức là thầy nói thế này là đã là anh phiên dịch thì đừng để vì một từ mà mất một câu, mà đừng vì để một câu mà mất cả một cái đoạn của người nói. Thế tức là muốn cái gì thì phải tìm cách diễn đạt. Mình không biết cái từ này thì phải diễn đạt sang một cái từ khác để dịch bằng được cái câu đó ra, chuyển được cái ý nghĩa của cái câu đó. Dạ. Không sai đi. Và như tôi đã nói lúc đầu là thầy rèn cho kỹ năng nghe và đặc biệt là trọng âm. Thầy dạy thì thầy nói này, tức là từ và ngữ pháp thì ra việc của anh phải về anh giở sách anh học. Tôi không dạy anh từ và từ mới nên ngữ pháp ở đây, mà tôi chỉ bắt đầu đến học thầy và tôi dạy anh cái cách nghe và cách dịch thôi. Thế cho nên là cái thời gian không học thầy ở nhà là tôi cố gắng học từ và ngữ pháp. Thế và 4 tháng đã kết thúc, lúc đấy thì anh bắt đầu là lên đường đi sang Ấn Độ. Dạ cũng không đơn giản như vậy. Tại vì khi học thầy được khoảng độ gần 3 tháng thì tôi bắt đầu thấy dấu hiệu là học nó không vào. Tức là hồi mới học thì cảm thấy tiến bộ từng ngày một. Giống như ta mới xây cái nhà mà từ tầng 1 lên tầng 2 lên tầng 3 nó nhanh. Thế thì nhưng mà đến lúc nào đó học thì nó không vào. Thế thì lúc đó mới rất là lo lắng hỏi thầy là thầy em có cảm giác là bây giờ em bị cuồng đi. Bị chơ. Tức là học nó không vào. Thế thầy thì thầy động viên thầy bảo đấy là dấu hiệu tốt. Tại vì như là cái cỗ xe mà nó lên dốc thì cái đoạn đầu dốc là nó còn đà thì chạy rất nhanh. Nhưng mà nó gần cái đỉnh dốc thì bắt đầu nó chậm dần lại. Và lúc này nếu mà không quyết tâm thì nó bắt đầu nó tụt xuống dưới. Thế thầy bảo bây giờ cái bí quyết thành đạt của một người học tiếng Anh là cái lúc này. Dạ. Lúc này nếu quyết tâm thì sẽ vượt lên trên đỉnh dốc và lúc đó là mọi việc sẽ xong. Còn nếu không quyết tâm thì lúc đó là nó lùi xuống. Làm thế nào vượt lên được đỉnh dốc ạ? Thì thầy động viên như vậy cho nên là tôi không nản nữa và bằng mọi cách phải cố gắng mà học. Thì quả thật là sau độ 2 tuần nữa thì tự nhiên thấy đầu óc mình nó nhẹ. Chuyến đi Ấn Độ thì đã mang lại điều gì cho sự nghiệp của anh? Khi về thì chúng tôi có báo cáo lại với lãnh đạo bộ tất cả những điều gì đã tiếp thu được, và đồng thời thì đem hết tất cả những kiến thức của mình đã tiếp thu được để mở các cái lớp tập huấn lại cho các cán bộ y tế ở các địa phương. Và trên cơ sở đấy thì cho đến nay thì chúng tôi đã hình thành cái nền móng, tức là mỗi một tỉnh chúng tôi có ít nhất là 2 cán bộ được đào tạo cũng tương đối bài bản. Và anh có một câu chuyện gì, một kỷ niệm gì khi mà gặp lại thầy và muốn chia sẻ với chúng tôi được không? Xin tâm sự thật là tức là cuộc đời của anh lính đi Việt Nam về thì có được một cái xe máy. Thế thì khi nhận được tin là sẽ bước chân vào cái cuộc đua để mà có thể là làm phiên dịch thì về bàn với vợ và quyết định là bán cái xe máy đi. Thì được 6 chỉ vàng chị ạ. Thế thì lúc đó thì buổi đầu đến gặp thầy bảo muốn học ngoại ngữ thì bây giờ anh phải có cái máy cassette, tốt nhất là máy 2 cửa bằng để mà thu băng. Thế thì bỏ ra 2 chỉ để mà mua cái máy cassette. Thế còn 4 chỉ thì thực tâm mà nói là định để mà lo cái chuyện chi phí học tập. Cũng không biết là mình trả cho thầy như thế nào. Vì dạy như thế là một thầy một trò trong một cái bối cảnh như thế. Thế cho nên là cũng rất là lo lắng. Mà người quen tôi có nói là đối với thầy Hùng thì đừng có nói chuyện tiền long ra, thì nói chuyện tầng long ra là thầy đuổi về đấy. Thế thì cũng lựa lúc vui vui thì hỏi thì thầy nói này. Thầy bảo là
tôi biết anh còn nghèo, cho anh cứ phải học để mà cố gắng được đi nước ngoài. Thế bây giờ thì anh đã nghèo thì anh cứ học này, để cho anh đi nước ngoài, anh đi được về thì đấy là cái mà phần thưởng mà quý giá nhất anh dành cho tôi rồi. Thì bây giờ từ giờ trở đi đừng nghĩ đến chuyện tiền nong đối với tôi. Và như vậy tức là 4 tháng là hoàn toàn free. Vâng, một câu chuyện rất là cảm động. Và lúc này thì chúng ta xin cảm ơn ông Nguyễn Duy An đã tới với chương trình Người Đương. Dạy học của Việt Nam mình hiện tại thì không gây cảm giác hứng thú. Khi mà em tiếp xúc với người nước ngoài và nói chuyện với người Việt Nam thì em cảm thấy cách phát âm của hai bên khác hoàn toàn nhau. Và ở người Việt Nam có một cái người nói chuyện nói tiếng Anh rất là cao la và không có ngữ điệu tạo cho mình cảm giác là thích thú. Ở tại trường của chúng ta thì rất ít khi nó được nói, được giao tiếp. Người nước ngoài nên khả năng nói mình rất là kém, học một cái tây thì học phí nó cao, không phải gia đình Việt Nam nào cũng có thể đáp ứng được cho con cái hay là bản thân có điều kiện kinh tế để tham gia học những lớp học của tây vậy. Nhưng mà đúng là học của tây thì chắc chắn là trình độ của mình sẽ tiến triển hơn rất nhiều so với những cái trung tâm dạy của Việt Nam. Tại cái trung tâm mà có người Việt Nam dạy tôi nhỏ thì cũng học phí rất là rẻ, thu hút rất nhiều sinh viên hay là bạn trẻ đến học. Nhưng thực tế là chất lượng dạy của họ rất là kém. Họ dạy mới học thì cũng phải là 30-40 người dạy rất là đại trà, dạy rất là nhanh. Ví dụ như một bài học thì người ta dạy khoán gọn trong một buổi học. Có những người phát âm kém hay là những người đọc kém, viết kém thì người ta không dạy lại cho từng người. Tôi nghĩ một trong những vấn đề người Việt Nam gặp phải khi học tiếng Anh đó là các bạn dành rất nhiều thời gian để học ngữ pháp, nhưng các bạn không có môi trường để thường xuyên thực hành tiếng Anh và không được dạy kỹ năng nói. Do đó khả năng nghe nói của các bạn kém hơn rất nhiều so với kiến thức ngữ pháp. Con chị lên nó học thì thực ra chị đầu tư cho nó học từ nhỏ, tức là vô trường năng khiếu thôi đó. Từ học tiếng Anh từ hồi 3 tuổi mà đến giờ lớp 8 thì chị thấy nó cũng chẳng nói được cái gì. Mà học liên tục đấy chứ không phải là không đâu. Chúng ta nghe thấy rất là nhiều những lời than thở của mọi người về chính mình và cũng như là về con cái của mình. Ví dụ như là tại sao mà kỹ năng nghe của tôi cũng thể nào tốt hơn được, tại sao mà tôi viết lúc nghe cũng đầy lỗi, thế rồi là tôi nói thì cứ ngượng ngàng ngượng nghịu không lưu loát. Hầu như tôi thấy tất cả những người, có thể nói là rất nhiều người học tiếng Anh than thở về bản thân mình như vậy. Thế này thì sao? Là chúng ta học và không có phương pháp. Trong bốn kỹ năng nghe nói đặc biệt thì kỹ năng gì của người Việt mà thầy cho rằng là nhiều người phàn nàn nhất, nhiều người than thở nhất? Cái mà phàn nàn nhiều nhất và thấy thất vọng nhiều nhất đó là nghe. Thế còn ngữ pháp của người Việt ta giỏi không ạ? Ngữ pháp của Việt Nam giỏi lắm ạ. Trồng ngữ, động từ, vị ngữ, thứ nhìn cái là ra ngay. Nhưng mà hỏi how are you chỉ chờ một lúc mới trả lời được. I'm very well. Học của phương pháp là thế nào? Và thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng thì đã bỏ công để soạn ra 103 quyển sách về phương pháp học tiếng Anh và dạy tiếng Anh. Ngoài ra thì thầy còn tìm mọi cách để phổ biến trên truyền hình. Chúng tôi cũng tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ xem là những người học tiếng Anh thì có cái phản hồi thế nào. Chương trình dạy tiếng Anh, chương trình Thủy Ngữ Hùng thì có một đôi lần em xem. Em thấy thầy Nguyễn Quốc Hùng thì thực sự là rất giỏi. Thầy phát âm và các kỹ năng của thầy thực sự là rất rất giỏi. Trên truyền hình đấy thì em thực sự em không quen lắm. Cái học tiếng Anh qua truyền hình thì một phần nhiều hạn chế, bởi vì mình không thể trực tiếp, có nhiều băn khoăn gì để hỏi trực tiếp luôn ạ. Tôi học tiếng Anh qua TV thì không thể đáp ứng được hết nhu cầu của bản thân em ạ. Tại vì chúng ta chỉ có một chiều đấy, chiều nghe thôi. Nghe người dạy ở trên TV mà không có sự phản hồi lại từ học sinh đến giáo viên. Vâng, chúng tôi cũng thấy rằng là thầy Hùng thì rất là cố gắng để có thể truyền đạt các phương pháp. Nào là thầy viết sách, hoặc là thầy soạn các bài giảng trên TV. Và có thể nói là số lượng của những bài giảng TV hiện nay rất là lớn. Thầy có thể thống kê là 300 bài giảng. Dạ, tôi những bài giảng trên TV của bọn tôi đến bây giờ là 625 bài giảng. Vâng. Và trên Đài Tiếng Nói Việt Nam là 565 bài. Thầy nghĩ sao khi mà những cái nỗ lực của chúng ta, những cái nỗ lực có thể nói là rất là lớn để
truyền bá kiến thức tới mọi người không mất tiền. Thế nhưng mà cái hiệu quả của nó thì đôi khi cũng không được như chúng ta mong muốn. Và từ năm 86 cho đến 90 ấy, chưa đào tạo thì cái làm cái chương trình vẫn còn thô sơ lắm, nhưng mà sau khi được đào tạo thì chúng tôi cải tiến rất nhiều. Bởi vì như các bạn trong cái phóng sự nói đấy, tức là chỉ nghe một chiều thôi. Vậy thì cái người mà thiết kế cái chương trình đó làm sao phải đáp ứng được những cái tiêu chí, ví dụ tiêu chí làm dễ lại cái bài giảng. Cái thứ hai là dùng cả những cái kỹ thuật về giảng cũng như kỹ thuật kỹ xảo truyền hình phối hợp để cho người ta nhớ được. Ví dụ như là dạy từ đầu chẳng hạn, đó là tôi là giáo viên, thế I am a teacher, thế xong rồi tôi lại giảng là tôi không phải là giáo viên. Thế cái mẫu câu đó, thế nếu mình như ở trên lớp thì mình làm rất bình thường, thêm chữ nốt à. Nhưng mà đằng này trên truyền hình lại dùng một cái kỹ xảo cho cái chữ nốt, nó cho cái dù mà nó bay từ ngoài vào theo chữ nốt, xong rồi rơi đúng một chữ đấy, thì thành là I am not a teacher. Như vậy tức là phối hợp giữa cái kỹ thuật giảng dạy với cái kỹ thuật truyền hình để cho người nghe đấy. Thế tất cả những điều đó thực ra thì người học cũng không chỉ cảm nhận được một cái điều gì có thể là như là dễ học thôi, chứ còn hiểu được cái phương pháp mà chúng tôi làm thì cũng không hiểu được. Thế và thầy Hùng cũng đã bỏ 2 năm để đi học ở Anh Quốc về thiết kế các chương trình dạy tiếng trên truyền hình và phát thanh. Thế là như thầy nói là để nghĩ được một cái cách đơn giản, một cái cách là đưa một chữ nốt vào mà phải cũng phải đầu tư rất nhiều công sức, nhưng mà nhiều khi người xem họ lại thấy nó bay qua, thoảng qua rất là nhanh. Trên truyền hình mà với một cái thời lượng bao giờ cũng bị hạn chế thì mình không thể nhắc đi nhắc lại, không thể cuốn chiếu theo kiểu là chiếu lớp được. Do đó mà phải tìm cái phương thức tối đa để mà tạo ấn tượng, mà ấn tượng càng mạnh bao nhiêu thì người học sẽ càng dễ nhớ bao nhiêu. Thế còn từ thì khó lắm ạ, từ thì nó lướt qua một lần, dù có gây ấn tượng hơn nữa thì gây ấn tượng độ 2-3 từ, 5 từ thì nhớ được, nhưng gây ấn tượng 10 từ thì nó cũng vẫn phải quên mất một nửa. Thì cái đó là nó đòi hỏi một thời gian và sự tiếp xúc. Và nhìn chung thì tôi vẫn có cảm tưởng như là cũng là một cái công cuộc mà chúng ta phải tốn rất nhiều công sức, nhưng hiệu quả thì có thể nói là cũng khó có thể chờ đợi được thật là nhiều. Chúng tôi cũng phải tạo ra nhiều các cái đợt cải tiến mạnh tới mức gần như là một cuộc cách mạng trong cái việc thiết kế cái đó. Thế nhưng mà cũng không thể được, bởi vì thế này, nếu mà chỉ học 30 phút ở trên truyền hình một ngày như là chúng tôi phát sóng ấy, rồi lại một tuần hoặc là 2 tuần mới có một lần như thế thì không thể học để thành công được. Mình phải học tức là những có sự tiếp tục. Thế mà cái hệ thống để mà tiếp tục, tức là hệ thống đào tạo từ xa qua truyền hình thì mình chưa có, mình mới phát thôi. Chứ còn đáng nhẽ mình phải xem là ai học cái chương trình đó, hỗ trợ cho những người học đó như thế nào, phản hồi thế nào, kiểm tra họ như thế nào, thì cả hệ thống đó gọi là hệ thống đào tạo từ xa thì mình chưa có. Thưa các bạn, chúng ta trở lại với chương trình Người Đương Thời và chúng ta sẽ tìm hiểu những câu chuyện thú vị hơn nữa về quá trình mà thầy Hùng đã học tiếng Anh và đã nắm vững tiếng Anh thành thạo. Có một cái cảm giác của tôi từ đầu chương trình tới giờ là sao thầy may mắn thế nhỉ, tại sao thầy lại học tiếng Anh từ bé, thế là vì sau này thầy chả gặp phải vấn đề gì cả. Tôi cũng không nghĩ rằng mình có may mắn, nhưng mà nó cũng tạo một cái đà cho mình. Có lúc nào thầy nghĩ rằng là mình không may mắn bởi vì là mình học tiếng Anh không? Có chuyện, từ đó thì bọn tôi buồn lắm, muốn vào tiếng Anh thì cũng khó. Thế nhưng mà đến khi vào được tiếng Anh thì cũng có những cái thời kỳ mà bọn tôi cảm thấy cũng không may mắn. Bởi vì ví dụ như là bọn tôi học hết năm thứ hai lên đến năm thứ ba thì cũng có một chủ trương, tức là lọc bớt những cái thành phần mà gia đình mà không cơ bản. Và cái lúc đó chúng tôi cảm thấy không may mắn, tại sao mình rơi vào cái tiếng Anh mà nó lại khó khăn đến như thế. Thế mà giờ được ở lại thì lại hóa ra may mắn. Lần thứ hai không may mắn hóa may mắn là thế này. Giờ thời sinh viên của tôi thì nghịch ngợm lắm và cũng có nhiều khuyết điểm, cho nên là khi ra trường một khuyết điểm nặng nhất của tôi là yêu sớm quá. Ở trong lúc mà đang là sinh viên đã yêu rồi. Hồi đó bọn tôi là ba khoan, tức là chưa yêu thì khoan yêu rồi thì khoan cưới, mà cưới rồi thì khoan đẻ. Đấy. Thế thì bọn tôi phạm vào cái khoan thứ nhất, tức là yêu, phạm vào cái đó thì bọn tôi bị gọi là bị cảnh cáo. Thế là bị cảnh cáo thì tôi được tốt nghiệp, nhưng mà thi tốt nghiệp nhưng mà không được cấp bằng, cho nên tôi bị treo bằng một năm. Thế và thi ra trường thì có 6 người đỗ cái điểm cao nhất, cái đó được giữ tại trường, thì 5 bạn tôi được đi dạy, còn tôi bị tống vào thư viện. Nhưng mà tôi bị tống vào thư viện để hóa thằng may, bởi vì là thư viện nó nhiều sách quá. Thế là tôi cứ cắm túi tôi đọc, mà tôi được đọc những sách mà bạn tôi không được đọc,
bởi vì sách của một số của người Anh sang, giáo viên người Anh sang người ta tặng. Thế thì chỉ có trong thư viện thôi, các bạn mượn rất khó, đến đọc một lúc xong lại về thôi, không được mượn về nhà. Nhưng mà tôi ôm thì tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần, thế hóa ra lại rất may. Cho nên cái đó lại trở thành cái bản lề cho cái sự phát triển tiếng Anh của tôi sau này. Và trong một cái cuốn sổ của thầy giáo Quốc Hùng, màu rất là đen. Chúng tôi cũng có được đọc một cái câu tôi thấy rất là thú vị, được ghi từ ngay từ trang đầu tiên là nếu như tôi được sống lại một lần nữa thì tôi sẽ sống lại cuộc đời như tôi đã sống. Cái đó thì đúng thế, bởi vì từ trước đến nay nói gì thì nói, cuối cùng thì cái mà tôi say mê thì tôi cũng được học. Thế và cái thứ hai là tôi rất yêu cái nghề giáo thì tôi cũng được làm cái nghề giáo. Và cái thứ ba là tôi được lên truyền hình và tôi có thời gian để có thể cống hiến được cho bạn bạn học thì được rộng rãi hơn. Và tôi cũng rất thích những cái chương trình truyền hình mà tôi được phép làm. Thế thì tất cả những cái điều đó nếu mà tôi sống lại lần nữa chưa chắc đã được cả ba cái. Cho nên là thôi thì tôi cũng có nguyện vọng là nếu có kiếp sau thì cũng sống lại thì kiếp này. Thầy thích tiếng Anh vì bản thân tiếng Anh? Tôi thích tiếng Anh vì tiếng Anh của nó, cái ngôn ngữ của nó tôi cũng thích. Và cái nền văn học của nó cũng thích. Cũng có một lần tôi nghĩ tôi không phải bỏ tiếng Anh đâu. Nhưng tôi nghĩ là nếu mình chỉ có tiếng Anh là công cụ không thôi ấy, thì mình sẽ chỉ làm cái anh gọi là đi dạy thì chỉ là thông ngôn, dạy thông ngôn thôi. Thế mà nó sẽ chỉ như một cái anh sử dụng tiếng Anh, như một thợ sử dụng tiếng Anh thôi. Thế giờ muốn trở thành thầy ấy, thì phải có một cái kiến thức nền. Thế thì kiến thức nền đó chính là cái văn học hoặc là cái ngôn ngữ học. Vì thế mà hồi đó tôi xin phép là trường đi học thêm 4 năm ở bên Đại học Tổng hợp về khoa ngữ văn. Thế quả thật là khi mà có một cái trình độ về ngôn ngữ học và trình độ về văn học thì nó hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong cả cuộc đời hoạt động. Vâng, và hôm nay tôi rất thích hình ảnh là một người đẩy xe bò đi lên đến lưng chừng dốc. Nếu chúng ta đẩy vấn thêm 3 bước nữa thì có khi chúng ta vượt được qua gốc, nhưng mà chúng ta không vấn được 3 bước nữa thì chúng ta lại bị tụt xuống dưới đầu của gốc, phải không ạ? Dạ. Một hình ảnh ẩn dụ cho chúng ta một cái hình dung rất là rõ về cái quyết tâm của chúng ta. Nếu chúng ta có được quyết tâm thì có lẽ khó như là tiếng Anh, hay là khó như là tiếng Nga, hay là khó như là tiếng Ả Rập, hay là bất cứ một tiếng nào thì chúng ta cũng học được. Và chính sự say mê sẽ là cách để cho chúng ta biến được cái không may của chúng ta thành cơ hội, thành ngay mắn. Cơ hội, và giữ được cái cơ hội đấy để phát triển. Xin cảm ơn một bài học rất hay ngày hôm nay để dành cho chúng tôi một lần nữa qua truyền hình, nhưng không phải trong chương trình dạy tiếng Anh của VTV2 mà là trong chương trình Người Đương Thời. Xin cảm ơn thầy. Vâng, cảm ơn.